Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio Hải Ngoại. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện Khắc Tên Vào Tim Em, một tác phẩm được viết bởi tác giả An Yên. Thật nhanh đúng không quý vị, chúng ta lại trải qua nửa chặng đường của bộ truyện này rồi. Và chuyện tình cảm của Gia Khiêm cùng với cô gái Dạ Quỳnh đang là tâm điểm của sự chú ý. Tất cả mọi người đều chúc phúc cho tình cảm của hai người. Nhưng mà không phải chuyện tình nào cũng trọn vẹn hạnh phúc, trong đó kiểu gì chả có giận hờn vu vơ và hiểu lầm nhau nữa. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau lắng nghe những hiểu lầm đầu tiên đến với chuyện tình của cặp đôi này. Quý vị hãy cùng lắng nghe xem đó là hiểu lầm nào nhé. Và sau khi lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Gia Khiêm cầm laptop sang phòng làm việc. Anh mở máy bên đó ngồi xuống cạnh cô. Hai người đang chăm chú nhìn vào máy tính thì Gia Khiêm thấy cuộc gọi video của mẹ. Anh mỉm cười. Giờ này chắc mẹ đang nằm cạnh Soái ca, đang lại còn nhớ tới con trai cơ đấy. Bà Thư lúc này lên tiếng. Alo, lại làm việc đấy à? Mưa to thế này chỗ Quỳnh có bị ngập nước không? Sao mà con cứ bình chân như vậy thế hả? Gia Khiêm bụp miệng cười rồi chĩa màn hình về phía của Quỳnh. Đấy, mẹ hài lòng chưa ạ? Bà Thư lúc này lay lay cánh tay chồng. Ôi giời, chồng ơi nhìn kìa, hai đứa đẹp đôi quá, thích nhờ? Dạ vâng, thích mẹ nhờ. Bà Thư ra dấu ok rồi nói tiếp. Thôi, mẹ bận ôm Soái ca của mẹ rồi, hai đứa làm cái gì thì làm đi nhá. Có cháu cho bố mẹ bế là được. Nói xong người mẹ ấy không chờ con trai đáp lời mà tắt phụt máy. Gia Khiêm mỉm cười quay sang nói với Quỳnh. Phụ huynh gì mà kỳ cục, cứ bắt con ấy phải sinh ra em bé là sao nhỉ? Em nhờ? Tất cả là tại anh còn gì. Ai bảo anh quay sang em làm cái gì chứ? Em buồn cười nhờ. Nếu không quay sang em ấy, mẹ lại cho rằng là anh bỏ rơi em, bỏ bê em. Như vậy lại ca cho anh một bài vọng cổ từ giờ đến tận sáng mai. Thế em mới thấy mẹ im lặng bởi vì mẹ nhìn thấy em đấy. Quỳnh cau mày rồi lườm Khiêm một cái. Sau đó cô lại gọi điện thoại cho nhân viên nhắc nhở vấn đề gì đó. Vì ban nãy mất điện cô chưa kịp gọi. Chờ cô nói điện thoại xong, Gia Khiêm hỏi cô. Tiệm hoa có vấn đề gì sao em? Dạ không, có một số nhân viên mới ở mấy cửa hàng nhỏ, các bạn ấy chưa quen nên có sai sút một chút. Em nhắc nhở rồi, bởi vì những cái sai nhỏ có thể dẫn đến những sai lầm to lớn. Mình phải quản lý, vấn đề lương bổng của nhân viên phải rõ ràng, ai sai thì người đó phải chịu trách nhiệm. Có như vậy, họ mới nghiêm túc được anh ạ. Chà chà, bà chủ của anh vất vả quá, nhưng có việc gì phải chia sẻ với anh nghe chưa? Anh không dành về hoa, nhưng mà quản lý này nọ chắc chắn là anh giúp được em. Vậy sau này anh chăm sóc em có được trả lương không? Này chủ tịch, anh thiếu tiền hay sao mà còn đòi đi chăm sóc phụ nữ để được trả lương? Với lại anh tự nguyện chăm sóc cơ mà, anh có thích đòi hỏi không à? Gia Khiêm nhìn cô, ánh mắt lộ rõ nét cưng chiều. Vâng, anh tự nguyện ạ. Nhưng bây giờ kẻ tự nguyện này lại muốn nhắc bà chủ đi ngủ đấy. Thôi mà, cho em 15 phút nữa nhá. Này họ đang đưa tin về lễ hội hoa ở Nhật, nhiều mẫu đẹp lắm, cho em xem một chút thôi. Nhìn Quỳnh mè nheo như vậy, Khiêm lại nhướng đôi mày rậm. Bắt đầu nhõng nhẽo và không nghe lời rồi đấy. Có nhớ lần trước bị sốt không? Hôm nay em có tắm đêm đâu mà. Đây này, anh sờ xem, trán của em này. Với lại anh nhìn đi, hoa đẹp quá. Khiêm theo tay chỉ của Quỳnh nhìn vào màn hình. Quỳnh chỉ cho anh các loại hoa trên đó, rồi tấm tắc khen ngợi. Năm nay qua mất lễ hội, năm sau anh đưa em sang Nhật xem nhé. Anh bận như thế chắc không đi được đâu. Với lại em xem hoa thế này được rồi, đi sang bên đấy tốn kém lắm. Nhưng xem trực tiếp hay hơn, anh sẽ thu xếp được công việc, anh hứa. Quỳnh nghe như vậy tựa đầu lên vai của Khiêm.
Gia Khiêm, em cảm ơn anh. Biết cách nịnh lắm. Thế bây giờ đi ngủ được chưa? Dạ được rồi, nhưng mà anh xong việc chưa? Khiêm tính toán công việc mấy giây rồi nói với cô. Ừ, được rồi, bây giờ anh ôm em ngủ nhé. Ngày mai anh làm tiếp, không phải lo đâu. Cả hai người cùng sang phòng ngủ của Gia Khiêm. Căn phòng rộng với đầy đủ tiện nghi, nhưng tông màu rất sang trọng và ấm cúng. Gia Khiêm này, bình thường anh thức khuya lắm có đúng không? Không, anh tự biết cách chăm sóc mình mà. Vì khối lượng công việc của anh khá nhiều, dạo này có công trình mới nên anh cần tính toán một chút. Chưa bình thường, anh có cả một ekip giúp đỡ cơ mà. Em đừng lo. Anh tính mỗi ngày làm thêm một chút để chủ nhật này anh dành cho em. Chúng ta về ra mắt bố mẹ vợ. Quỳnh vừa ngồi xuống giường vừa nói. Không cần đâu ạ, anh đang bận, cứ từ từ. Bố mẹ chắc là biết cả rồi đấy. Không được, phải ra mắt rồi tính ngày đi đăng ký kết hôn và ngày cưới chứ. Cái gì thế? Chủ tịch à, anh tính chiến lược kinh doanh hay sao? Còn hơn thế, chiến lược kinh doanh còn phải nghiên cứu công ty đối thủ. Cái này chốt là phải chốt ngay. Bây giờ đi ngủ thôi vợ. Quỳnh nghe Khiêm nói như vậy, cô đỏ bừng cả khuôn mặt. Khiếp, trước kia anh ăn nói cục xúc lắm cơ mà. Hôm nay có men tình yêu nên ngôn từ phải phong phú chứ. Nào, gối đầu lên tay anh. Anh vừa nói vừa chìa tay ra để Quỳnh gối, nhưng cô lắc đầu. Ngủ trưa thì được, bởi vì thời gian ngắn, chưa ngủ cả đêm, anh bị đau tay đấy. Em nằm gần thế này được rồi. Khiêm muốn cô được thoải mái nên không gượng ép cô. Anh kéo hai chiếc gối đặt sát cạnh nhau và mỉm cười. Nếu như mê muội trai đẹp quá thì cứ lấn sang bên này nhé. Dạ Quỳnh gật đầu và nằm xuống. Khiêm vừa lấy điện thoại định tắt đi thì tiếng chuông lại reo lên. Bởi vì đang ngồi đầu giường nên ánh mắt của Quỳnh vô tình liếc cái tên và thấy Cà Chua đang gọi đến. Muộn thế này mà cô ấy lại gọi có chuyện gì gấp? Quỳnh nghĩ vậy và tỏ ra lo lắng. Gia Khiêm đưa máy lên tai. Dĩ nhiên anh nằm xuống bên cạnh Quỳnh nên chiếc điện thoại ở ngay sát Quỳnh. Cà Chua đấy à? Anh nghe đây. Có việc gì mà gọi muộn thế? Bây giờ có việc em mới được gọi cho anh đấy à? Ờ hay, anh không có ý đấy. Nhưng em gọi muộn thế này, anh nghĩ chắc chắn có việc gì gấp. Sao giọng lạ thế? Uống rượu đi à? Đúng là giọng Cà Chua hôm nay nghe rất lạ. Quỳnh không còn thấy trong trẻo giống như cái lần Cà Chua nói chuyện trang trí đèn lồng trong quán cà phê của Gia Khiêm nữa. Cô vẫn im lặng để lắng nghe. Cà Chua tiếp tục. Đúng, em đang uống rượu. Mưa buồn quá. Trước đây em có thể gọi để trò chuyện với anh bất cứ lúc nào. Trừ khi anh quá bận. Mưa gió em còn có thể gọi anh để lai dai. Thế mà bây giờ gặp anh khó quá. Anh vẫn vậy, có thay đổi gì đâu. Chỉ là dạo này công việc hơi bận. Con bé này uống vào rồi nói năng linh tinh. Thế đang ở đâu? Để làm cái gì ạ? Anh có thể đến ngồi với em được không? Khuya thế này rồi trời lại mưa. Em không nên uống, đi về đi. Giờ em đang ở đâu? Nếu không lái xe được, anh kêu bố ra chở về nhé. Cà Chua lúc này cười chua chát. Chứ anh không chở em về được sao? Anh sợ chị Quỳnh ghen à? Gia Khiêm nhìn sang Quỳnh, cô cũng đang lắng nghe cuộc điện thoại này. Anh không sợ gì, đơn giản vì Quỳnh luôn tin tưởng anh, sẽ không ghen tuông gì ở đây hết. Em cũng như Chi Pu, ghen làm gì cho mệt chứ. Trước đây khi em say ở quán bar, anh vẫn đưa em về cơ mà. Tối đó anh còn ở lại phòng của em, lo lắng cho em bị ốm. Tại sao bây giờ lại không chứ? Có phải chị ấy đang ở bên cạnh anh không? Giọng của Cà Chua nghe rất mệt mỏi. Gia Khiêm thở dài. Tuệ An này, em hôm nay làm sao thế? Lúc em say ở quán 3S, khi ấy anh cũng đến quán 3 kiểm tra tình hình. Vì em là người quen của anh nên anh đưa em về là chuyện bình thường. Quán 3 là một nơi phức tạp, ở lại lâu trong tình trạng say rất khó lường trước được sự việc gì xảy đến. Còn hôm nay mưa gió, anh không biết vì sao em uống rượu, lại càng không biết em đang ở đâu. Giờ không gọi cho chú Nhật thì gọi cho ai? Với lại, tại sao em cứ gắn Quỳnh vào như thế? Anh không hiểu, nhưng anh không thích cái kiểu trò chuyện của em đâu. Cà Chua nghe xong lại gắt gỏng. Anh không hiểu hay cố tình không hiểu? Từ ngày anh yêu chị Quỳnh,
anh không còn quan tâm đến em. Bất kỳ với tư cách gì cũng vậy, anh rất vô tâm và tàn nhẫn. Chỉ Vát à, đã thế nhá, em uống cho say, muốn ra sao thì ra. Khiêm tỏ ra bất lực trước cách đối đáp của Cà Chua. Nhưng vấn đề là có chuyện gì? Công ty của em hay tiệm ăn có chuyện gì khiến cho em chán trường đến như thế? Anh có thể biết lý do được không? Anh biết á, thì chả giải quyết được cái quái gì cả. Đó là việc riêng của em. Cà Chua nói xong tắt phụt máy. Gia Khiêm bị mắng một trận thì chưng hừng, trong lòng thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh lại lầm bầm trong miệng. Cái con bé này làm sao thế nhỉ? Bình thường nó có như thế đâu. Quỳnh lúc này tò mò. Hay có chuyện gì? Nếu như có chuyện thì Cà Chua nó có thường tâm sự với anh không? Em có cảm giác như Cà Chua đang buồn chán chuyện gì đó. Gia Khiêm vẫn ngồi dựa vào đầu giường và nói với cô. Công ty nội thất của nó vẫn thịnh vượng, nhà hàng thì ổn định. Không lẽ nó bị thất tình, hay là bị gia đình chú Nhật nói cái gì đấy? Mà cũng không, chú ấy thương cô Nhi. Cà Chua được chú ấy cưng như trứng từ bé. Nhìn qua có ai biết chú Nhật không phải là bố ruột của Cà Chua đâu. Quỳnh cũng không biết có chuyện gì xảy ra với Cà Chua, nhưng với linh cảm của một người phụ nữ, Quỳnh có cảm giác cô bé đó dành một tình cảm đặc biệt cho Gia Khiêm. Không phải tình anh em giống như Khiêm nói, mà là một kiểu như tình yêu nam nữ. Trong ngôn ngữ của Cà Chua, Quỳnh cảm nhận được có một chút trách móc, một chút dỗi hờn, thậm chí là ghen tuông. Quỳnh cảm nhận được, tuy chưa tiếp xúc với Cà Chua, chỉ biết cô ấy khi nghe Gia Khiêm giới thiệu, hôm cả hai tới đó ăn trưa, Cà Chua cũng không nằm trong hội anh em thân thiết của Gia Khiêm, nên cô không thể nào hiểu rõ về cô bé này. Nhưng theo như Gia Khiêm nói, Cà Chua tốt bụng và dễ thương. Với lại là bạn của Chibu, chắc chắn là không tồi tệ. Gia Khiêm đang thắc mắc chuyện của Cà Chua, quay sang lại gặp ánh mắt đăm chiêu của Quỳnh. Sao thế? Em mệt à? Dạ không, anh nằm xuống đi. Hay bây giờ anh đi tìm Cà Chua? Không, anh gọi cho chú Nhật chứ. Vấn đề là ngày hôm nay không biết chuyện gì mà con bé lại uống, nên anh phải gọi cho chú ấy, như vậy mới yên tâm. Chú ấy rất tâm lý em ạ. Nói dứt lời, Gia Khiêm bấm điện thoại cho chú Minh Nhật và trình bày cuộc trò chuyện với Cà Chua vừa rồi. Soái ca một thời Cao Minh Nhật sau khi nghe xong thì gật đầu nói luôn. Ừ, chú hiểu rồi. Cảm ơn Chi Vát nhé. Để chú lên lên quanh chú tìm xem thế nào. Dạ vâng, chú tới những quán em ấy hay đến. Chắc là Cà Chua không đi đâu xa. Còn chỉ lo đêm hôm mà say lại gặp nguy hiểm đấy ạ. Không biết Cà Chua ở quán của nhà mình không? Chú nghĩ nó không ở quán đâu. Đằng nào nó cũng là một quản lý, ai lại để say mèn thế kia. Nhưng mà chú biết, nó chỉ la cả ở quán quen. Cảm ơn con trai nhá, đêm hôm lại còn phiền con thế này. Không có gì đâu chú, Cà Chua cũng như Chi Pu nhà con. Đến giờ mà chưa về, chắc chắn là mọi người đều rất lo à. Gia Khiêm nói với chú Nhật vài câu rồi tắt máy. Sau đó anh nằm xuống bên cạnh Quỳnh. Mình ngủ thôi em. Quỳnh cũng gật đầu và ngủ trong vòng tay Gia Khiêm. Những suy nghĩ trong đầu bị gác lại, bởi đó chỉ là những suy nghĩ nhất thời của cô. Sáng ngày hôm sau, Quỳnh tỉnh dậy không nhìn thấy Gia Khiêm đâu nữa. Cô vào vệ sinh cá nhân, vừa bước ra lại thấy anh. Em dậy rồi đi à, mình xuống ăn sáng nhé. Dạ, Quỳnh gật đầu định bước đi thì bị Gia Khiêm kéo về phía của mình. Chủ tịch lại tham lam nhấn nhá một chút rồi mới cùng cô xuống nhà. Chợt nhớ tới chuyện tối qua, Quỳnh hỏi anh. À anh này, chú Nhật có tìm được Cà Chua không? Tìm được, chú ấy có quan hệ rộng mà. Với lại chú ấy rất hiểu Cà Chua. Con bé uống ở quán gần với nhà hàng của nó, chứ có nó đi đâu đâu. Lúc đầu họ biết con bé say nên không gọi cho chú Nhật. Chứ ai mà chả biết chú Nhật là bố của Cà Chua. Dạ, Quỳnh lắng nghe và gật đầu. Có lẽ vì quá yêu nên cô thấy mình hơi ích kỷ. Rõ ràng Gia Khiêm nói Cà Chua chỉ như em gái của mình, và cái cách mà anh xử sự cũng không có gì mờ ám. Tuy nhiên thái độ của cô bé Cà Chua lúc nói chuyện với Khiêm lại khiến cho Quỳnh cảm thấy khó chịu.
Một nỗi lo mơ hồ lại dấy lên trong lòng cô, dù nó chẳng thể nào gọi thành tên. Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh, mọi việc lại tiếp tục như hàng ngày. Quỳnh lại tất bật với tiệm hoa và những dự định mới trong kinh doanh. Chỉ có điều cuộc sống của cô thú vị hơn khi sống trong tình yêu với Gia Khiêm. Có lẽ tình yêu cũng là một thứ chắp cánh cho cô có thêm nhiều ý tưởng trong công việc. Mỗi sáng, việc đầu tiên của Quỳnh là đọc tin nhắn của anh, rồi chờ anh đến đi ăn sáng, ăn trưa hay là ăn tối. Bữa cơm của Quỳnh không còn một mình nữa, chẳng còn ăn cơm hộp mà được anh chủ tịch đưa vi vu, còn được đút cho ăn giống như em bé. Cô nghĩ tại sao mình lại không yêu sớm hơn, nhưng rồi Quỳnh tự cười mình, bởi như nếu như yêu sớm, chắc gì đã gặp được Hoàng Gia Khiêm. Buổi tối hôm đó, vừa đưa Quỳnh về đến tiệm hoa sau bữa ăn tối, Khiêm vừa ngồi xuống ghế sofa, cầm trái táo định gọt cho Quỳnh, thì điện thoại đổ chuông. Anh vẫn đang một tay cầm dao, một tay cầm táo, nói với Quỳnh. Người yêu ơi, xem ai gọi đấy. Cà chua gọi anh ạ. Quỳnh ngó vào điện thoại của anh để trên bàn và nói với Khiêm. Không biết con bé lại gọi có chuyện gì đây. Quỳnh bấm nút nghe, rồi đặt lên tai của Khiêm. Anh hiểu ý cô nên trả lời điện thoại. Cà chua đấy à, anh nghe đây. Phía bên kia một giọng nói vang lên. Dạ, em chào anh Khiêm. Em là nhân viên ở chỗ tiệm ăn của chị An. Anh có thể đến đây đưa chị đến bệnh viện được không ạ? Chị ấy đang làm việc mà tự nhiên lên cơn sốt. Chúng em cho uống thuốc hạ sốt rồi, nhưng mà chưa thấy ổn lắm. Anh quản lý nhân sự lại bước ra ngoài mất. Chúng em không đưa đi được, bởi vì giờ này khách đông anh ạ. Khiêm đang cau mày tiếp nhận thông tin và suy nghĩ, thì cô bé kia lại tiếp tục. Anh thông cảm, bởi vì khách đông, chứ em không muốn làm phiền đến anh. Vợ chồng chú Nhật chắc là đang bận gì đấy, em gọi không được ạ. Quỳnh lay lay cánh tay của Khiêm. Nhanh lên anh, lỡ con bé có chuyện gì thì sao? Thôi được rồi, anh tới ngay. Khiêm tắt máy và quay sang nói với Quỳnh. Em chờ anh một chút, bởi vì không ai đưa con bé đi bệnh viện. Giờ này nhà hàng đông khách lắm, anh đi nhá. Vâng vâng, anh đi nhanh lên. Đến bệnh viện chắc chắn là đỡ lo hơn. Gia Khiêm còn cười nói với cô. Còn chưa gọt xong trái cây cho người yêu anh. Để đấy em gọt cho, không sao đâu, anh đi đi. Khiêm thơm lên trán của cô, rồi ra xe đi thẳng đến nhà hàng cơm của Tuệ An. Khi anh đến nơi, thấy một vài nhân viên đang ở trong phòng riêng của cô. Đây là căn phòng sát với phòng họp, nơi Cà Chua thường nghỉ lại vào buổi trưa hoặc là tối muộn, nếu cô ghé qua đây. Khiêm bước vào, cô nhân viên lên tiếng. May quá anh đến rồi, khách đang đông, em không biết phải làm thế nào. Thấy anh thân thiết với chị An, nên tìm trên máy chị ấy có số điện thoại của anh đi ạ. Khiêm sờ lên trán của Cà Chua, quả là đang sốt rất cao. Anh bế cô lên, tiếng của Cà Chua thều thào. Khát nước, anh Gia Khiêm, em khát nước. Có lẽ cô ấy đang gọi trong mê man thôi, chứ An đang nhắm mắt, làm sao có thể biết Gia Khiêm đang bế mình. Nhưng kể cả trong cơn mê, cô gái này vẫn gọi tên anh. Rõ ràng Cà Chua đang có những suy nghĩ gì đó liên quan đến Gia Khiêm. Gia Khiêm không thể nào lý giải được, nhưng anh thấy tội nghiệp cho cô bé, cảm giác như con bé đang phải gồng mình, gánh vác bao nhiêu công việc. Chắc là nó kiệt sức rồi. Khiêm đưa Cà Chua lên xe bằng lối cửa sau để tránh sự tò mò của khách đang ngồi ăn uống. Anh ngồi vào ghế lái, đặt đầu của Cà Chua lên đùi mình, cơ thể của cô nằm ở ghế sát cạnh. Xong xuôi, Khiêm gọi điện thoại cho Thiên Vương. Alo, sao đấy? Quỳnh có bầu, muốn đến đây khám thai à? Mai cũng được, gấp gáp cái gì? Khiêm lúc này méo cả mặt. Em lấy anh Kem ạ. Chúng em mới yêu nhau được mấy ngày, người chứ có phải gì đâu mà bầu với cả bí. Cầm tay với hôn cũng có thai hả anh? Chú quá kém. Rồi sao? Gọi cho tôi làm gì? Dạ, Cà Chua bị sốt, nhân viên của con bé gọi cho em. Giờ em đang đưa con bé đến bệnh viện. Tối nay anh trực, em đến đi. Mà sao họ lại nhờ em nhỉ? Nhân viên không gọi được cho chú Nhật cô Nhi, thấy em có chơi với Cà Chua nên gọi. Em đến bệnh viện rồi đấy. Dừng xe trước cổng bệnh viện Thiên Vĩ, Khiêm bế Cà Chua đặt lên băng ca, rồi lại ngồi chờ bên ngoài. Anh tranh thủ gọi điện cho Quỳnh. Em đang làm gì đấy? Quỳnh đang kiểm tra doanh thu trên máy tính,
đĩa táo để một bên. Em đang làm việc, chủ tịch ạ. Cà chua thế nào rồi anh? Khiêm lúc này chĩa máy về phía phòng cấp cứu. Anh đang ngồi chờ đây. Em ngồi một mình, lát rồi anh về. Đừng buồn nhé. Anh đang cố liên lạc với chú Nhật. Vì em trai của cà chua đang đi du học, chẳng có ai đến cả. Nếu liên lạc không được, lát nữa anh bảo nhân viên đến thay rồi anh về với em. Quán lát nữa chắc là đông khách hơn. Trời ạ, anh làm như là em là con nít không bằng. Em có công việc, làm bạn với em, anh lo cái gì? Cứ để con bé ổn định đã. Khiêm gửi cho cô một nụ hôn qua màn hình điện thoại rồi tắt máy. Bác sĩ Vương lúc này bước ra khỏi phòng cấp cứu. Khiêm nói luôn. Con bé thế nào hả anh? Hôm qua không biết nó có dầm mưa hay không, nhưng mà uống khá nhiều. Chú Nhật phải đến đưa nó về. Cà chua bị sốt virus, đang có dịch. Giờ anh đang cho truyền hạ sốt. Lát nữa các y tá đưa con bé về phòng bệnh. Mà tại sao hôm qua nó lại say thế? Có tiệc tùng gì à? Không anh ạ, nó uống một mình đấy. Nó có gọi cho em, nhưng lúc đó em đi ngủ rồi, nên em gọi cho chú Nhật. Hình như nó có chuyện gì đấy rất buồn anh ạ. Vương nghe xong vỗ vào vai của Khiêm. Bây giờ em chính thức là người yêu của Dạ Quỳnh rồi, thế nên phải cẩn thận trong cách hành xử với người khác giới. Dĩ nhiên là anh biết em không có ý gì, nhưng mà nhiều khi mình nể nang quá lại sinh họa đấy. Nên để ý đến cảm giác của Quỳnh, nghe chưa? Vâng, em biết. Lúc nãy con bé nhân viên bảo không biết gọi cho ai nữa ngoài em, nên mới gọi cho em. Thực ra nó cũng như Chi Pu mà anh, còn trẻ con lắm. Em xem cà chua như một người em gái thôi. Em nói rõ với Quỳnh rồi, và em nghĩ rằng là Quỳnh tin em. Tốt nhất là nên chọn cách xử lý cho phù hợp em à. Bởi vì bố của chúng ta và cả bố của cà chua đều chơi cùng với nhau rất thân thiết. Anh biết em đặt vào vị trí rất là khó xử, nhưng mà anh chỉ muốn nhắc nhở em thế thôi. Vâng, em cảm ơn anh. Em chưa liên lạc được với chú Nhật, khổ thế. Biết vậy, đẻ thêm vài đứa nữa, có cái gì còn chạy đi chạy lại cho khỏe, anh nhở. Nghe Gia Khiêm nói như vậy, Thiên Vương chỉ biết bật cười thôi. Vậy thì chăm sóc Quỳnh cho tốt, sau này đẻ lấy dăm bảy đứa. Rồi rồi, hết bố mẹ dục sinh con, bây giờ đến lượt anh. Thì đấy, anh nói có sai đâu. Thôi, em ở lại đây với cà chua một lát, bởi vì con bé đang ngủ say. 15 phút nữa anh có ca phẫu thuật, nên không thể nào thay cho em vào lúc này. Nếu cần thiết, cứ nói với y tá rồi về. Không sao đâu. Gia Khiêm cảm ơn bác sĩ Vương, rồi cùng các y tá đưa cà chua về phòng bệnh. Có vẻ như lúc nãy trước khi rời quán, cà chua đã đi đâu đó, bởi vì khuôn mặt được trang điểm rất kỹ càng và sức nước hoa thơm phức. Khiêm cùng các y tá bế cà chua lên giường bệnh, rồi anh lại sofa ngồi xuống, tiếp tục gọi điện thoại cho chú Nhật. Đến gần 10 giờ chú ấy mới nghe máy. Chị Vát đi à? Dạ vâng. Sao cháu không thể nào gọi được cho cô chú đi ạ? À, tối nay cô chú có việc ở ngoại thành, chỗ đấy sóng cứ nhập nhòe. Sao thế, có chuyện gì hả con trai? Dạ, cà chua bị sốt virus, nhân viên tiệm ăn gọi cho cháu. Giờ cháu đang ở cùng em trong bệnh viện Thiên Vĩ chú ạ. Nghe Khiêm nói như vậy, giọng của chú Minh Nhật hốt hoảng. Trời đất, con bé ổn chứ? Chú đang về đây. Tiếng cô Nhi bên cạnh cũng không thể nào bình tĩnh hơn. Trời ạ, sao lại thế? Lúc trưa em thấy con vẫn bình thường cơ mà. Gia Khiêm lên tiếng trấn an hai người. Cô chú cứ bình tĩnh, ở đây có bác sĩ y tá. Em ấy hạ sốt rồi, nhưng đang ngủ ạ. Bởi vì con không liên lạc được với cô chú, nên con lo và gọi cho bằng được. Giờ con nhờ một nhân viên nào đấy ở với cà chua, con về nhà một chút. Cô chú cứ từ từ đi cho an toàn. Em đang nằm trong phòng VIP nên được chăm sóc chu đáo lắm ạ. Chị Vát này, thực sự cảm ơn con. Cứ mỗi lần cà chua có chuyện là con lại có mặt kịp thời. Chú cảm kích lắm con ạ. Dạ không sao đâu chú, anh em chơi với nhau từ bé mà. Con xem cà chua giống như Chi Pu thôi. À, thế để chú gọi điện cho nhân viên tới bệnh viện thay cho con về. Con thì bận rộn, chú biết. Mà hôm nào dẫn người yêu tới nhà chú ăn cơm nhá. Cảm ơn con trai. Nghe tiếng Dạ từ Khiêm, ông Nhật tắt máy rồi gọi điện thoại cho nhân viên, nhờ hai người bạn vào bệnh viện trông chừng Tuệ An để Gia Khiêm về nhà.
Ông vừa kết thúc cuộc gọi thì bà Nhi ngồi bên cạnh nói luôn. Dạ Khiêm tốt bụng thật, con bé Cà Chua mà yêu được một người như thế thì không còn gì bằng anh ạ. Mình cũng yên tâm hơn. Nhưng tình yêu không thể nào cưỡng cầu mà em. Chẳng phải trước kia Tuệ Nhi xinh đẹp, bao nhiêu người theo đuổi, kể cả anh bạn Khắc Duy cũng mê mệt còn gì. Nhưng mà cuối cùng hạnh phúc lại mỉm cười với Cao Minh Nhật này đấy thôi. Tuệ Nhi lúc này lườm chồng. Thôi được rồi, vì Cao Minh Nhật luôn có mặt khi mà Tuệ Nhi này cần, lại còn đẹp trai chín chắn. Nói chung ấy là cực phẩm của Tuệ Nhi. Đã bao nhiêu năm trôi qua, anh chàng Cao Minh Nhật năm nào vẫn yêu thương, cưng chiều cô vợ ấy như thuở ban đầu, như lời anh hứa với cô ngày nọ, tổ chức đám cưới. Ông Cao Minh Nhật thực sự đã lau đi những giọt nước mắt trong quá khứ của bà Tuệ Nhi và đem lại hạnh phúc cho bà. Con chung của họ là Khoai Tây, là một anh chàng mạnh mẽ và hiền từ. Dù bà Tuệ Nhi muốn sinh thêm cho ông Minh Nhật, nhưng ông không chịu vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của bà. Và lại đối với ông, Cà Chua chẳng khác gì con ruột. Bản thân Cà Chua cũng cảm nhận rõ điều đó nên con bé rất yêu quý bố Nhật. Nhiều lúc bố còn hiểu tâm tính của cô hơn cả mẹ Nhi. Trong khi đó tại bệnh viện, Gia Khiêm tắt máy một lúc thì thấy nhân viên của tiệm ăn tới. Anh nói qua tình trạng của Cà Chua rồi tiếp tục dặn dò. Lát nữa Tuệ An tỉnh dậy, nhớ cho con bé ăn chút gì đó. Tốt nhất là em dặn ai đó ở tiệm ăn hầm cháo cho cô ấy. Bây giờ anh phải về nhà, anh có chút việc chưa giải quyết xong xuôi. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Em hầm cháo sẵn cho chị An rồi, bởi vì em lo tới khuya chị ấy tỉnh dậy lại đói. Lát nữa em bảo người đưa qua đây ạ. Gia Khiêm định quay bước đi thì chợt nghe giọng của Cà Chua vang lên. Anh Gia Khiêm, em nhức đầu quá. Nghĩ là cô nói mê man như lúc tối nên Gia Khiêm quay lại giường, vỗ vỗ vào tay của cô. Cà Chua này, em ngủ ngon nhé. Lát nữa khỏe hơn, anh Gia Khiêm phải ra ngoài một chút. Thế nhưng Cà Chua lại mở mắt ra nhìn Gia Khiêm. Em khỏe rồi, em hết sốt rồi anh ạ. Anh ngồi với em một chút nhé. Cô vừa nói vừa cầm tay Gia Khiêm, khiến cho anh cười. Thôi được rồi, đừng có trẻ con nữa. Hết sốt ý, thì có người đưa cháo từ cửa hàng qua cho em. Giờ này cửa hàng vắng khách rồi, nên các bạn ấy có thời gian rảnh rỗi. Còn anh về làm việc một chút, rảnh anh lại sang thăm em sau nhé. Chắc là sáng mai em được về đấy, đừng có làm việc quá sức. Cà Chua nghe xong lại tiếp tục nhõng nhẽo. Tối hôm nay anh không ở đây cùng em được à? Lỡ em sốt thì sao? Nhưng anh còn có công việc. Tối nay anh vừa ăn xong là nhân viên của em gọi cho anh đấy. Em đang nằm ở bệnh viện thì lo cái gì sốt? Ý của Gia Khiêm là anh còn chưa làm xong công việc, nhưng Cà Chua lại tiếp tục hỏi. Bây giờ anh về chỗ chị Quỳnh à? Ừ, anh qua xem Quỳnh thế nào. Cô ấy hay thức khuya rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh yêu chị Quỳnh lắm có đúng không? Ừ, đúng rồi, anh rất yêu Quỳnh. Nhưng đối với anh, em là một em gái nhỏ nhắn. Anh không bao giờ quên em. Đừng có nhõng nhẽo, anh về nhá. Anh quay sang cô nhân viên, nhờ cô ấy gọi người đưa cháo đến cho Cà Chua, rồi mới ra về. 11 giờ đêm, Gia Khiêm về đến tiệm hoa, thấy cửa đã đóng. Anh nhẹ nhàng mở cửa, thấy Quỳnh vẫn đang ngồi bên máy tính. Em chưa chịu ngủ à? Quỳnh nhìn Gia Khiêm, tự nhiên trong lòng lại thấy tủi thân. À, em chuẩn bị. Cà Chua ổn chưa ạ? Ừ, ổn rồi. Vợ chồng chú Nhật đi ngoại thành, chắc là lát nữa mới vào. Anh nhờ nhân viên trông con bé rồi. Khiêm nói rồi ngồi xuống cạnh Quỳnh. Cô tắt máy tính rồi nói với anh. Vậy anh về ngủ đi, khuya lắm rồi. Đáng lẽ anh nên về nhà luôn, qua đây làm cái gì chứ? Bởi vì nhớ người yêu đấy. Anh xin lỗi, tối nay để em ngồi một mình. Quỳnh lúc này chỉ nói không sao, nhưng mùi nước hoa phụ nữ từ người anh thoang thoảng lại khiến lòng cô dâng lên một cảm giác khó chịu vô cùng. Thực ra lý trí của Quỳnh hiểu rằng Gia Khiêm không có ý gì với Tuệ An, nhưng cái cách mà cô bé ấy làm
khiến cho Quỳnh không được vui. Gia Khiêm luôn bị đặt vào một thế đã rồi và không thể nào không giúp. Đành rằng là anh em thân thiết, nhưng tại sao lại phải là Gia Khiêm chứ? Quỳnh biết anh khó xử, nhưng cảm xúc của cô rất khó kiểm soát. Có lẽ tình cảm anh em không phải là ruột thịt, là một trong những tình cảm thấp hèn nhất, nhập nhòe nhất. Nó tựa như kiểu bản thân khác giới, rất khó tách bạch cảm xúc. Thế nên chính Quỳnh cũng không thể nào lý giải được những khó chịu trong lòng cô. Anh đi về nghỉ ngơi đi, khuya lắm rồi. Ơ hay, sao thế? Em giận anh đi à? Không muốn anh ở lại à? Quỳnh lắc đầu, cô không nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Không phải đâu ạ, em hơi mệt, với cả buồn ngủ. Anh đi về đi. Gia Khiêm thơm lên trán của cô. Cho người ta ở lại đây ngủ được chưa? Cả đêm hôm nay, anh không được ở cạnh em mà, làm sao anh ngủ được? Quỳnh lúc này cười nhạt, cô chả biết trả lời thế nào. Anh ở lại đây sao? Cô muốn lắm chứ, cô muốn được ngủ trong vòng tay của anh lắm. Nhưng cuối cùng cái cảm giác khó chịu kia vẫn chiến thắng. Cô buột miệng. Nhưng em muốn ngủ một mình. Quỳnh à, em hiểu cho anh được không? Anh không muốn như thế. Và cà chua. Quỳnh tất nhiên là hiểu chứ. Nhưng có lẽ tình yêu quá phức tạp, cảm xúc bất chợt nhiều khi thắng cả lý trí. Thế nên cô ngắt lời của anh. Anh đừng nói thêm nữa, em hiểu hết. Em còn giục anh đi đến chỗ cà chua đấy thôi. Nhưng chúng ta chưa kết hôn, đừng như thế. Em không có ý gì đâu. Anh đi về đi. Hôm nay em hơi nhức đầu, em không muốn đôi co. Nhưng em đừng giận anh sợ em giận lắm. Em có phải con nít đâu mà giận với hờn. Anh về đi kẻo khuya nhé. Vậy em phải hứa, ngày mai đi ăn với anh như thường lệ, chịu không? Ừ, thôi được rồi, em đi ngủ được chưa? Khiêm chạm môi lên môi của cô, vẫn là sự run rẩy cả cơ thể, nhưng Quỳnh lại né tránh, bởi cái mùi nước hoa kia nhắc nhở cô về một điều gì đó, khiến cho cô vô cùng khó chịu. Hôm nay em mệt lắm. Nghe như vậy Khiêm lại càng quả quyết. Vậy thì anh càng phải ở lại đây chứ, anh không để em một mình đâu. Quỳnh cầm lấy tay của anh, đặt lên trán của mình rồi nói. Em không bị sốt, khổ lắm, em chỉ nhức đầu do thời tiết thay đổi thôi, ngủ một giấc là ổn ngay mà. Nhưng anh chỉ ngủ một bên thôi, có làm gì em đâu mà em sợ chứ. Ai cho anh làm gì nào, nhưng em ngủ một mình được rồi, anh đi về đi. Khiêm lúc này bất đắc dĩ đứng dậy. Vậy em ngủ ngay nhé, không lên làm việc nữa, để đấy anh đóng cửa cho. Quỳnh gật đầu, cô cũng đứng dậy và đi về phía phòng ngủ. Em đi ngủ mà, em tắt máy rồi còn gì nữa. Khiêm quay lại ôm cô một cái thật chặt rồi nói với cô. Dạ Quỳnh, nếu trước đây cuộc sống của anh chỉ có gia đình và công việc, thì giờ đây em là một phần không thể nào thiếu trong đó. Không ai có thể thay thế được em. Và anh cũng không vì bất cứ điều gì để đánh mất em đâu. Anh yêu em, ngủ ngon nhé. Câu nói đốn tim của Hoàng Gia Khiêm khiến cho Quỳnh rung động lắm. Nhưng rồi cô chỉ gật đầu và tạm biệt anh. Tiếng bước chân xa dần, lòng của Quỳnh trống trải. Có lẽ anh nuông chiều cô quá, nên bây giờ cô đâm ra nhạy cảm. Không được, trước đây cô thường chê cười những kẻ lụy tình, nên bây giờ không thể nào lại giống như vậy. Dạ Quỳnh lên giường nằm, tiếng đóng cửa đã vang lên được một lúc, giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng lăn xuống gò má của cô. Quỳnh thấy mình ích kỷ, nhưng chẳng thể nào thoát ra nổi. Nói đúng hơn, cô muốn cho mình một khoảng không để suy nghĩ, để chiêm nghiệm lại mọi thứ, chứ không phải là cô giận dỗi gì thái quá. Hờn một chút, dỗi một chút là có, bởi đó là cảm giác xuất hiện trong sự ích kỷ của tình yêu. Nhưng giận và trách anh thì không. Thôi thì cứ để như vậy ít ngày cho lòng mình thoải mái, tĩnh lại một chút, vì chuyện của cà chua đột ngột quá, khiến cho cô tranh vênh. Sáng ngày hôm sau, Quỳnh mệt mỏi mở mắt và giật mình ngạc nhiên khi thấy Gia Khiêm đã ngồi bên cạnh và say sưa ngắm nhìn cô. Quỳnh dụi mắt như để kiểm tra cảm giác của mình.
khiến cho anh bật cười. Sao thế? Em ngạc nhiên à? Sao anh đến sớm thế? Cô vội vàng với chiếc điện thoại, mở xem tin nhắn như một thói quen, dù anh đang ngồi ngay trước mặt. Tin nhắn đến lúc 4 giờ sáng. Chào buổi sáng vợ yêu, nhớ em quá. Lúc này đã 6 giờ sáng, vậy là anh nhắn tin rồi đến đây sao? Quỳnh đang nhìn vào điện thoại thì tiếp tục nghe Gia Khiêm nói. Nhớ Dạ Quỳnh quá, ngủ không được nên đến đây đấy. Vậy anh tới lâu chưa? Gia Khiêm đưa tay vuốt tóc cho cô. 5 giờ sáng sau khi tập thể dục, ngồi ngắm người yêu một tiếng rồi đấy. Quỳnh bối rối đứng dậy, vừa đi vào nhà vệ sinh cô vừa nói với anh. Sao anh không thức em dậy? Tự nhiên anh bị mất ngủ à? Nhìn em ngủ ngon như thế, ai lại thức em chứ? Còn anh ý, là do bị người yêu đuổi về nên mới bị mất ngủ đấy. Quỳnh không thể bài xích được sự nồng nàn mà Gia Khiêm mang đến. Nói đúng ra thì quả là con gái yêu bằng tai. Thứ mật ngọt trong tình yêu thì đến, đá cũng tan chảy. Đánh răng rửa mặt xong xuôi, cô thay đồ trang điểm nhẹ rồi cùng với Gia Khiêm đi ăn sáng, giống như lời hứa tối qua. Sự hờn dỗi lúc này đã vơi đi phân nửa. Gia Khiêm đưa cô tới quán bún hải sản mà Quỳnh rất mê, chọn một góc yên tĩnh nhất, chờ một chút thì hai tô bún hấp dẫn được đưa ra. Cũng như mọi lần anh trộn bún và bỏ gia vị cho cô. Quỳnh đang chuyên tâm nhìn Khiêm, thì lúc này điện thoại trên bàn của anh lại vang lên. Cái tên hiện lên trên màn hình khiến cho Quỳnh cau có mặt mày. Lại là Cà Chua. Khiêm liếc màn hình rồi nói với Quỳnh. Em nghe giúp anh nhé. Cô hiểu, ý của anh là không muốn cô hiểu nhầm anh. Nhưng Quỳnh đâu thể nào làm như thế. Cô vừa vuốt máy vừa nói. Có phải gọi cho em đâu, mà em nghe chứ. Nói xong cô đưa lên tai anh. Gia Khiêm nghiêng đầu kẹp điện thoại và nói chuyện. Cà Chua đấy à? Anh Gia Khiêm, em ổn rồi. Em gọi điện thoại cảm ơn anh tối hôm qua. Anh đưa em tới bệnh viện. Mấy đứa nhân viên kể anh lo sốt vó. Còn em thì cứ kêu tên của anh chứ. Anh thông cảm cho em nhé. Lúc đó em có biết cái gì đâu. Không sao. Vì nhân viên của em không gọi được cho cô chú, nên tìm số điện thoại của anh trên máy của em để gọi thôi. Em khỏe là tốt rồi. Giữ gìn sức khỏe nhé. Đừng có mà tham công việc đấy. Cà Chua lúc này mới lên tiếng tiếp. Vâng ạ, em biết rồi. Thế anh ăn sáng chưa? Nhân viên em có nấu cháo đậu đỏ cho em mà nhiều quá. Anh ghé qua đây ăn cùng với em nhé. Em nhớ đây là món anh mà anh thích nhất. Thích từ ngày còn bé. Lúc học mầm non, anh học trên em 3 lớp. Mà em vẫn đòi cô giáo ôm bát cháo đậu đỏ sang ăn cùng với anh. Anh còn đút cho em ăn nữa đấy. Quỳnh nghe đến đây cảm thấy rất khó chịu. Họ là Thanh Mai Trúc Mã, nên những chuyện Cà Chua nói là rất bình thường. Nhưng chuyện đó nếu nghe vào một dịp khác, có thể Quỳnh không cảm thấy tụt cảm xúc như lúc này. Cô nghe Gia Khiêm cười nhẹ. Đấy là lúc còn bé, giờ chúng ta có cuộc sống riêng rồi. Em ăn cho khỏe nhé. Anh đang đi ăn sáng cùng với Quỳnh. Nghe tới đây giọng của Cà Chua nhỏ xuống. Dạ vâng, vậy hôm nay anh có vào bệnh viện không ạ? Hôm nay anh bận lắm. Em mà ổn rồi thì chắc chắn bác sĩ cho em ra viện thôi. Cô chú còn ở đấy không? Dạ không ạ. Tối hôm qua anh về một lát, bố mẹ em vào với em. Nhưng sáng nay em khỏe rồi, nên em nói bố mẹ về nhà nghỉ ngơi ạ. Thôi được rồi, ăn sáng đi nhá. Tạm biệt em. Cà Chua cũng nói lời tạm biệt anh. Khiêm cũng vừa trộn xong gia vị vào bát bún. Anh tắt máy rồi đẩy bát bún về phía của Dạ Quỳnh. Em ăn đi. Thế có còn đau đầu không? Anh vừa hỏi vừa bỏ gia vị cho bát bún của anh. Quỳnh lắc đầu trả lời. Dạ không, em ngủ dậy là hết đau ấy mà. Rồi cô ngồi nhìn anh. Bát bún lúc nãy hấp dẫn bao nhiêu, bây giờ lại khiến cho cô chán ngán bấy nhiêu. Chờ Gia Khiêm làm xong, cô mới cầm đũa. Quỳnh ăn rất uể oải, được mấy đũa thì cô lau miệng. Thấy cô ngừng ăn, Gia Khiêm lại tiếp tục hỏi. Sao thế? Mệt à? Tại sao ăn ít thế này? Em không sao. Em chỉ không muốn ăn thôi. Thấy Quỳnh thay đổi thái độ so với lúc đầu, Gia Khiêm dừng đũa nói với cô.
Quỳnh này, em đừng như thế này có được không? Chuyện tối qua anh không cố tình, anh... Quỳnh cau mày gắt nhỏ. Em có nói gì đâu, mà tại sao anh nhắc lại như thế? Em bảo là em không hiểu sai anh cơ mà. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại gắt gỏng. Ánh mắt của Gia Khiêm lúc này cũng lóe lên chút ngạc nhiên. Em không nói ra, nhưng ánh mắt và thái độ của em lại không như vậy. Em có ác cảm với cà chua hay trách anh thì anh không rõ, nhưng con bé chỉ như em út, anh không hề có tình cảm nam nữ gì với nó. Anh đừng nói nữa. Em nhắc lại lần cuối là em không bị làm sao cả. Trời trời, em không muốn ăn uống gì. Anh đừng suy diễn, em không muốn nghe. Quỳnh lúc này bịt tai của mình, còn Gia Khiêm vẫn kiên nhẫn với cô. Thế tại sao em bảo anh đừng nói cơ mà? Anh càng giải thích lại càng khiến mọi chuyện thêm rối, thêm tồi tệ. Anh mà nói thêm, hai đứa mình cãi nhau đấy. Em làm như thế này còn hơn cãi nhau rồi đấy chứ. Bởi vì cãi nhau còn nói ra bằng lời, nó dễ dàng hiểu hơn là em tỏ thái độ ra như thế này. Quỳnh lúc này không kiềm chế được, cô đứng bật dậy. Em không muốn đôi co, trời nắng mưa thất thường, em hơi mệt. Bây giờ em sang cửa hàng nhỏ của em bên kia đường để kiểm tra hàng. Lát nữa em nói với nhân viên, đưa về tiệm chính. Anh ăn đi, rồi đi làm. Tạm biệt. Gia Khiêm còn chưa kịp nói gì, thì Quỳnh cầm túi sách và đi thẳng ra bên ngoài. Đúng là phía đối diện có một tiệm hoa nhỏ của cô, nên Khiêm không thể nào trách được cô. Nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô lạc lõng giữa cái tấp nập của phố phường sáng mai, bóng lưng đó như đang gồng lên để chống đỡ một thứ cảm xúc không tên. Gia Khiêm thấy lòng mình buồn man mát, vừa thương lại vừa không biết phải làm thế nào để Quỳnh hiểu cho anh. Anh đành buông một tiếng thở dài. Khiêm nhìn xuống bát bún của mình, mới ăn chưa được một nửa. Nghĩ tới những lần cùng đi ăn trước đây, anh và Quỳnh ăn sạch sành xanh, còn đút cho nhau nữa. Anh chả còn tâm trí nào mà ăn nên đứng dậy, thanh toán rồi đi tới tập đoàn. Sáng nay anh có khá nhiều việc, và trước khi vào cuộc họp, Gia Khiêm vẫn nhắn tin cho Quỳnh. Định nhắn dài một chút, nhưng có lẽ Quỳnh nói đúng. Chuyện vốn chẳng có gì, nói nhiều lại càng khiến mọi thứ thêm rắc rối. Cứ để yên như vậy, đừng nhắc tới chắc chắn sẽ hay hơn. Cuối cùng tin nhắn của Hoàng Gia Khiêm chỉ vỏn vẹn có ba chữ: anh yêu em. Còn Dạ Quỳnh, sau khi sang cửa hàng đối diện, đúng là cô có kiểm tra hàng mới, sau đó bắt taxi về tiệm, dù nhân viên muốn chở cô về. Nhưng Quỳnh không muốn phiền đến công việc của họ. Mặt khác, cô muốn ngồi nhìn thành phố và không muốn ai nhìn ra tâm trạng của cô. Về tới tiệm hoa, cô lao đầu vào công việc để quên đi tất cả mọi thứ. Tới 10 giờ, một bạn nhân viên gọi điện thoại cho cô. Chị Quỳnh ơi, trưa nay chị có ăn cơm không? Em đặt cơm cho nhân viên, rồi đặt riêng cho chị. Hay là chị đi ăn với anh Khiêm ạ? Thực ra hôm nào bạn ấy cũng hỏi như vậy. Những lần trước Quỳnh cảm ơn, rồi cô bảo đi ăn cùng với Khiêm. Nhưng hôm nay Quỳnh gật đầu. Ừ, em đặt giúp chị nhé. Quỳnh biết Gia Khiêm rất bận, và thực sự cô chưa biết cách đối mặt với anh như thế nào nếu bây giờ còn ngồi chung một bàn ăn. Có lẽ để yên một vài ngày để cô có thể quên được cảm giác đó và lại vui vẻ cùng với anh. Quỳnh thật sự không muốn anh khó xử trong trường hợp này. Khoảng 15 phút sau, bạn shipper giao cơm đến cho Quỳnh, cô vui vẻ nhận lấy. Sáng nay chỉ ăn có mấy đũa bún, lại làm việc cả sáng nên bây giờ cô hơi đói. Co thực mới vực được đạo, bởi vậy Quỳnh mở hộp cơm ăn cho nóng, cũng để mình có sức làm việc. Tuy nhiên cô chỉ ăn được mấy thìa, rồi lại nhai chẹo chạo, cảm giác vừa buồn vừa tủi dâng lên, tạo thành một thứ gì đó ứ nghẹn nơi cổ họng, không thể nào nuốt trôi. Thế nên cuối cùng, Quỳnh gạt hộp cơm sang một bên và lại tiếp tục cắm hoa. Hoa đúng là một niềm đam mê khó cưỡng của Quỳnh, giúp cô tạm quên đi mọi nỗi buồn lo. Đang say sưa cắm hoa, cô nghe giọng của Gia Khiêm. Quỳnh, em chưa nghỉ trưa sao? Anh vừa nói đến đó thì nhìn thấy hộp cơm đang còn phân nửa trên bàn, rồi anh cau mày nói với cô. Em ăn cơm rồi ư? Vâng, sao vậy ạ? Anh nhắn tin là em đợi anh,
đưa em đi ăn cơm cơ mà. Quỳnh lúc này mới ngó sang điện thoại. À, do em không để ý tin nhắn. Trước đó anh gọi cho em mấy cuộc, nhưng mà em không nghe máy. Em xin lỗi, em quá bận nên không nhìn đến điện thoại. Cơm cũng là nhân viên đặt giúp em, em không để máy thật. Anh ăn chưa? Chưa rồi còn gì, anh còn chưa ăn à? Khiêm bất lực nhìn thái độ thản nhiên của Quỳnh. Em có nhất thiết phải làm như thế không? Em nói rồi, em không cố ý. Bây giờ anh đi ăn đi. Trước đây cũng vậy, có làm sao đâu. Gia Khiêm đưa tay ra, ý nói là không muốn cãi với Quỳnh nữa. Ok, được rồi, anh hiểu rồi. Em cứ làm việc đi. Anh nói xong rồi quay lưng ra xe. Quỳnh nhìn theo bóng lưng của anh và thở dài. Cô lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ không vui, rồi lại cắm đầu vào công việc. Khiêm đi tới quán cà phê Summer. Vừa vào đến phòng nghỉ của mình, anh thấy Hưng quản lý của quán bước vào. Anh Khiêm ạ, anh ăn trưa chưa? Em thấy anh hơi mệt đi ạ. Gia Khiêm day day thái dương. Sáng nay sau cuộc họp, anh còn ra công trường một chút, nhưng đến gần trưa vẫn lo chạy về bởi vì sợ Quỳnh đói. Nào ngờ bị cô ngó lơ. À ừ, anh hơi mệt. Về nhà lại sợ Vũ Năm lo, nên đến đây nghỉ ngơi một chút. Vậy em bảo nhân viên làm gì đó cho anh dễ ăn nhé. Anh không muốn ăn cơm. Anh đảm đương nhiều việc quá, phải để ý đến sức khỏe chứ. Em nói mấy đứa làm cho anh ly nước ép và một chút ít bánh. Nếu không ăn ấy, anh ốm ra đi ạ. Ừ, cảm ơn Hưng nhé. Dạ không có gì. Anh giúp em nhiều chứ em bây giờ chỉ biết đôn đốc mọi người, quản lý quán thật tốt giúp anh thôi à. Gia Khiêm mỉm cười rồi ngả người ra ghế. Hưng biết ý nên đi ra ngoài. Hưng vốn là một đứa trẻ mồ côi, bốc vác ở chợ đầu mối. Một lần Hưng đi qua quán 3S và bị mấy gã côn đồ dụ dỗ đi giao ma túy. Lúc đó được thưởng lớn lắm, được đưa vào hội tiền tiêu không hết. Nhưng không đồng ý nên Hưng bị chúng đánh. Gia Khiêm vô tình chứng kiến và giải vây cho Hưng. Không chỉ vậy, Gia Khiêm còn đưa cậu về nhà nhờ Vũ Năm chăm sóc. Sau đó anh thuê thầy về dạy văn hóa cho Hưng. Khi thấy cậu sáng dạ, thời điểm đó Hưng 17 tuổi, còn Gia Khiêm 24 tuổi. Khiêm nghe Hưng kể, đã được học ở làng SOS dành cho trẻ mồ côi tới lớp 10. Nhưng sau đó cậu bị một bạn vu oan cho tội ăn cắp. Các cô không tin, bạn bè xa lánh nên cậu bỏ đi làm thuê. Chính Gia Khiêm đã đào tạo Hưng, còn nhờ bên hội hiệp sĩ của chú Dũng dạy võ để Hưng tự vệ. Anh đưa Hưng vào làm ở quán 3S. Sau này khi quán cà phê Summer ra đời, Khiêm đưa Hưng sang đây làm quản lý để đỡ phức tạp hơn bên quán ba. Vì vậy đối với Hưng, Gia Khiêm như một ân nhân cứu mạng, giúp cho cuộc đời của Hưng thay đổi hoàn toàn trong vòng có 3 năm. Một lát sau đó, Hưng đưa vào cho Gia Khiêm một cốc nước ép và một đĩa bánh. Anh ăn một chút đi ạ, rồi nằm nghỉ ngơi cho khỏe. Hưng nghĩ Gia Khiêm có chuyện gì đó, chứ không đơn thuần là do mệt công việc. Nhưng cậu lại không dám hỏi. Gia Khiêm thấy Hưng bần thần đứng thì nói với cậu. Có chuyện gì sao Hưng? Dạ em thấy hình như anh có chuyện gì không vui. Trời ạ, có như vậy mà cũng rụt rè. Cậu có như thế này, khi nào mới có vợ đây? Lắm miệng như tôi mà suốt ngày còn bị bố mẹ giày la. Mày có Quỳnh nên đỡ đi đấy. Đúng là anh có chút chuyện, nhưng một phần là do công việc nhiều nên anh mệt. Anh không sao đâu, em cứ yên tâm nhé. Dạ vâng, em biết chuyện gì anh cũng có thể vượt qua, thế nên anh phải giữ gìn sức khỏe đi ạ. Hưng không dám hỏi sâu thêm, bởi vì đối với Hưng, Gia Khiêm giống như một người đặc biệt, là người sinh ra Hưng lần thứ hai vậy. Thế nên có chuyện gì đó, Hưng luôn hỏi Gia Khiêm với một thái độ cung kính thực sự. Khiêm ăn uống một chút để Hưng yên tâm rồi nghỉ ngơi, bởi vì tối hôm qua anh đã không thể nào chợp mắt. Đầu giờ chiều Khiêm đến tập đoàn, trong lúc chuẩn bị vào họp, anh bấm vào nhóm Zalo anh em, chưa kịp gửi tin nhắn gì thì thấy tin nhắn của anh Thành. Mấy người, có người mê đắm tình yêu nên quên mất tụi mình rồi đấy. Khiêm mỉm cười và nhắn tin. Em đang bị người yêu giận dỗi nên chán đời đi ạ. Gia Bảo nhảy vào nói tiếp. Em đang hóng diễn biến yêu đương của cặp đôi vàng trong làng nhiều tiền đấy ạ. Gia Khiêm nói vắn tắt sự việc. Bác sĩ Kem nhắn tin ngay. Anh đoán không sai.
Nếu đêm đó anh không bận thì anh ở lại canh chừng cà chua. Chứ anh biết em không bao giờ để mặc cho con bé y tá. Bá Tùng trầm ngâm. Cũng khó chịu nhỉ. Em nên hiểu cho cảm giác của Quỳnh. Mới yêu được mấy ngày mà cứ gặp những chuyện như thế liên tục thì... Em hiểu chứ. Nhưng em đang không biết giải quyết thế nào. Quỳnh nói không giận, nhưng thái độ cô ấy còn hơn cả thế. Bá Tùng lên tiếng. Phụ nữ là như thế đấy. Nhưng mà Quỳnh cũng có lý. Có lẽ để anh nhờ Tú Uyên hỏi dò, chứ cái này bọn mình đàn ông khó lắm. Nhưng vấn đề là con bé cà chua. Em không thể nào hiểu được nó. Vương Thành nói chen. Cậu không hiểu, chứ cả thế giới này đều hiểu hết. Nó mê cậu, chứ còn cái quái gì. Giờ thấy cậu với Quỳnh như thế, nó ghen lồng lộn lên đấy. Bá Tùng thì điềm đạm hơn. Thực ra cà chua cũng lương thiện, không phải là người ác, chỉ là con bé còn suy nghĩ trẻ con, kiểu như muốn chiếm hữu nên chưa chấp nhận sự thật, chứ không cố tình làm việc ác để chia rẽ hay là tranh giành như Trà My trước đây đâu. Với lại chú Nhật cô Nhi quá tốt, còn chơi thân với bố mẹ của anh em mình, thế nên mới khó xử. Bây giờ em nói thẳng ra cũng không hợp lý, bởi vì con bé, nó có nói thích em bao giờ đâu. Nó cứ nhõng nhẽo như con nít thế thôi. Có một khoảng im lặng, và cuối cùng bác sĩ Thiên Vương chốt một câu. Thôi bây giờ thế này, tối nay thử vận may, đến gặp Quỳnh thêm một lần nữa, mời đi ăn tối xem sao. Thành nhắn một tin ngắn gọn. 98% là thất bại. Em cũng nghĩ như vậy. Thấy Gia Bảo nói thế, Bá Tùng chen ngang. Nếu may mắn thành công, đang ăn mà cà chua gọi, thì em cứ tắt máy bận, bởi vì anh thấy nó toàn gọi giờ ăn. Còn nếu không kéo được Quỳnh đi ăn, thì em cứ làm khổ nhục kế, ngồi lì ở đấy cho anh. Đêm khuya hãng về, hiểu chưa? Em biết cứ vào đây là có câu trả lời mà. Sao bây giờ mới vào? Lại để tôi mớm lời cho mới vào à? Thì hôm qua tới giờ em không có thời gian, không có tâm trí mà nghĩ ngợi. Với lại em không nghĩ sự việc lại đến mức này. Giờ định vào nói thì vừa lúc anh nhắn tin đi à? Thôi được rồi, tóm lại, đừng có đùa với phụ nữ. Buổi tối hôm đó đúng 6 giờ 30 phút, Khiêm có mặt tại tiệm hoa, lòng tràn trề hy vọng. Nhưng khi anh bước vào, tiệm hoa đang rất đông khách. Khiêm chợt nhớ ra rằng tối nay là thứ bảy và ngày mai đến hẹn anh dự định cùng với Quỳnh về nhà bố mẹ cô. Đúng là thứ bảy máu chảy về tim nên tiệm hoa đông khách lắm. Thấy cô tất bật bán buôn, kêu thêm cả hai nhân viên sang quán mà không có thời gian ngẩng mặt lên. Khiêm rất thương cô, anh cũng sắn ống tay vào và hỏi mấy người khách đang chọn hoa và chưa được tư vấn. Dạ anh chị mua hoa gì? Tiệm có thêm nhiều loại hoa tươi lắm. Mới về đi à? Cô gái đang đi cùng với người yêu mà đứng hình mất vài giây, nhìn người đàn ông cao to điển trai nam tính vừa mới hỏi mình. Khiêm tiếp tục. Dạ anh chị cứ chọn đi à? Dù quán đông khách, nhưng Quỳnh không khó nhận ra anh. Cô càng ngạc nhiên khi thấy chủ tịch sắn tay áo bán hoa tươi. Khách cũng xúm lại để nghe ra Khiêm giảng giải những đóa hoa đẹp phù hợp với từng người từng bối cảnh. Quỳnh cũng công nhận gu thẩm mỹ của Khiêm không tệ chút nào. Có ra Khiêm, tiệm hoa rôm rả hẳn. Tới hơn 7 giờ khách mới vơi dần. Một nhân viên quay sang nói với Quỳnh. Chị Quỳnh ơi, chị ăn gì để chúng em đặt luôn ạ? Bạn bên cạnh nói với cô bé. Hâm mà, không thấy anh Gia Khiêm đang đứng đây à? Bạn kia im bặt rồi cười xòa, gãi đầu nói tiếp. Em quên mất, vậy anh chị đi ăn đi ạ. Lát nữa anh chị về, rồi bọn em đi ăn sau. Khiêm nhìn sang Quỳnh, cô vẫn không rời mắt khỏi máy tính, môi mấp máy. Hai đứa cứ đi ăn đi, chị chưa đói, lát chị ăn sau. Tối nay chắc cũng không đông lắm, nếu đông khách chị gọi, nhá. Bởi vì tối thứ bảy, cô cũng muốn nhân viên được nghỉ ngơi. Hai bạn này làm ca ngày mà bây giờ đang còn ở đây thì tội nghiệp lắm. Hai bạn nhân viên cũng nhanh ý. Dạ vâng ạ, chúc anh chị buổi tối vui vẻ. Khiêm mỉm cười đáp lời. Cảm ơn hai em nhé, chúc hai em buổi tối an lành. Hai bạn ấy đi rồi, Khiêm mới quay sang Quỳnh, cố gắng nói giọng vui vẻ nhất. Bà chủ à, đi ăn tối thôi. Anh vẫn nghĩ cô đồng ý, bởi vì nãy giờ thấy thái độ của Quỳnh có vẻ vui vẻ hơn. Nào ngờ bà chủ tiệm hoa lắc đầu. Cảm ơn anh, nãy giờ làm mất thời gian quý giá của anh.
Anh đi ăn đi, em không muốn ăn. Quỳnh à, em nói chuyện với anh bình thường có được không? Vậy vừa rồi em nói gì không được bình thường sao? Không phải, nhưng mà em xem, có ai nói với người yêu mình như thế? Đúng lúc ấy điện thoại trên bàn anh reo lên, và cái tên hiện lên lại là những gì mà Quỳnh không muốn nhớ. Cà chua. Lần này Gia Khiêm tắt máy, anh không muốn nghe những chuyện trời ơi đất hỡi của cà chua. Nhưng khi anh nhìn sang Quỳnh, thì Khiêm thấy cánh mũi cô phập phồng và hơi đỏ. Môi thì run rẩy, có vẻ như Quỳnh sắp khóc, giọng của cô nghẹn ngào. Anh cứ nghe đi chứ, em có cấm anh nghe đâu. Khiêm luống cuống, cảnh này đúng ra chỉ có trong kịch bản của tổ tư vấn. Đó là cà chua gọi điện và anh tắt máy, chưa chưa ai tính đến cảnh Quỳnh khóc. Thành ra sau giây phút lúng túng, Khiêm nói luôn. Quỳnh à, anh không muốn nghe. Lỡ lại có chuyện gì thì sao? Con bé đấy nó lớn rồi, xung quanh nó không phải là không có ai để giúp. Anh ấy chẳng phải là bố mẹ của nó. Quỳnh ôm lấy mặt mình, cô cố gắng kìm nén cảm xúc. Khiêm ngồi xuống cạnh cô, đang định vỗ về thì lại có khách tới. Khiêm vỗ lưng Quỳnh rồi hướng ra ngoài phía cửa. Chào hai em, mời hai em vào xem hoa, có rất nhiều loại hoa tươi đấy ạ. Hai cô gái chừng 20 tuổi nhìn Gia Khiêm mất mấy giây, rồi sau đó nhìn nhau nói nhỏ. Trời đất ơi, nhân viên bán hoa mà đẹp trai thế. Bạn bên cạnh nhìn Gia Khiêm một lúc rồi nói. Không phải, anh ấy rất giống anh Hoàng Gia Khiêm, chủ tịch của Hoàng gia. Có lần về trường bọn mình nói chuyện đấy. Khiêm nghe được thì hỏi ngay. Thế các em học trường nào? Đại học Kinh tế anh ạ. Có phải anh là Hoàng Gia Khiêm không ạ? Ừ. Một bạn lúc này lại reo lên. Đúng rồi đấy, anh ấy là chồng sắp cưới của chị Quỳnh, chủ tiệm hoa này. Bà còn nhớ cái hôm chị Quỳnh đang status trên Facebook của shop, xong anh ấy vào bình luận không? Gia Khiêm lúc này bật cười. Ừ, đúng rồi. Cảm ơn hai em ưu ái. Hai em cứ xem hoa đi nhá. Một bạn lúc này móc điện thoại ra. Anh ơi, anh chụp với hai đứa tụi em một tấm hình có được không? Tụi em rất hâm mộ anh ạ. Một bạn kia nhận ra Quỳnh lúc này đang lau sạch nước mắt và chăm chú nhìn vào máy tính. Chị Quỳnh ơi, cho tụi em xin phép chụp ảnh cùng với anh Khiêm có được không ạ? Ừ, các em cứ tự nhiên. Quỳnh ngẩng lên mỉm cười nói chuyện rồi lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính. Trời đất ạ, có người yêu đẹp trai lại còn giỏi thế này, tốt bụng và nổi tiếng. Đúng là phức tạp thật. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Khắc Tên Vào Tim Em, được viết bởi tác giả An Yên. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, có thật nhiều là rắc rối lại đến với chuyện tình vừa mới được vun đắp của chàng trai Gia Khiêm và cô gái tên là Dạ Quỳnh. Vậy thì liệu rằng cô bé tên là Cà Chua kia có thật sự có tình cảm với Gia Khiêm hay không? Và cô bé này còn phá đám tình cảm của hai người đến như thế nào? Thì xin mời quý vị tiếp tục lắng nghe tập 8 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe, cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.